Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với livestream của Hùng. Loạt trận đang được đón chờ nhất là trận đơn nam nâng cao. Chúng ta chuẩn bị đến với trận bán kết đơn nam nâng cao giữa vận động viên Quốc Học và vận động viên Tất Bắc. Quốc Học đánh cho đơn vị Học viện Hành Chính, Tất Bắc đánh cho đơn vị Đại học Lâm Nghiệp. Mọi người theo dõi livestream nha, ít phút nữa Hùng sẽ quay trở lại. Hùng sang bên kia đặt máy trận, Hùng sang bên kia đặt máy quay trận Vũ Thiết và Long. Trên sân số 4 ở nội dung đôi nam nữ bán kết 1, Hoàng Vân Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao gặp Kiên Thảo Đại học Công nghiệp Giao thông Vận tải. Hello mọi người, cùng quay trở lại ở đây, đã đặt máy xong trận bên kia. Mọi người có thể xem lại trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton ở chất lượng Full HD. Đang diễn ra rất nhiều trận đấu hay. Trận đấu bắt đầu, phía gần mình của chúng ta, vận động viên Quốc Học đánh cho đơn vị Học viện Hành Chính. Đối thủ Quốc Học là Tất Bắc đánh cho đơn vị Học viện Nông nghiệp, Học viện Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp chứ. Rất hay. Ok, Bonsai Long Duyến Học đang đánh anh ơi, điểm số 1-0 cho Quốc Học. Rõ ràng Tất Bóc đã có một tình huống cài cầu cực tốt, nhưng Học đã có một tình huống đánh trả rất bất ngờ. Đập cầu rất tốt, điểm số 1-1. Trước trận đấu thì Tất Bắc cũng có nói chuyện với Hùng. Quốc Học rất dài, rất khỏe. Tất Bắc nó ít tập luyện. Trên sân số 3 ở nội dung đôi nam nữ 19-26 bán kết 2, Phượng Hiệp Đại học Kinh tế Quốc dân gặp Học Nguyệt Học viện Hành Chính. Trên sân số 3, bác nó bảo là nếu muốn thắng Học thì nó chỉ đẩy nhanh tốc độ lên thôi. Sân số 2, đấy là cơ hội duy nhất. Trọng tài chính điều khiển đề nghị kiểm tra thẻ sinh viên của 4. Xin mời hai vận động viên Nguyệt Học của Học viện Hành Chính Quốc gia về bàn ban tổ chức. Điểm số 2-1. Điểm số 3-1 cho Quốc Học. Đập cầu ngoài sân. 4-1 cho Quốc Học. Điểm số 5-1. Quốc Học gặp Bắc anh ạ. Hello mọi người, nếu mọi người thấy trận đấu hay giúp Hùng chia sẻ livestream nha. Hello anh Đăng, cảm ơn đã giúp Hùng chia sẻ. Đây là trận bán kết đơn nam nâng cao ạ. Trận bán kết 2 đang đánh ở sân bên cạnh. Em đã đạt được chất lượng
đặt quay ở chất lượng Full HD rồi. Mọi người có thể là xem lại trên kênh YouTube Sport Lung Badminton. Ôi, em chào anh Tuấn Linh. Xoa cầu ngoài sân. Đội điểm 26 cho Tết Bắc. Đức Duy đánh đôi nam nữ nâng cao. Anh Việt Nguyễn ạ. Đức Duy thua Duy Nam ở bán kết ạ. Điểm số 72 cho Quốc Học. Em chào anh Giang Tiến Đức, xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh Sĩ Đỗ nha. Điểm số 82 cho Quốc Học. Thiết đang đánh bán kết đơn nam bên sân cạnh chú Thiên Đức ơi. Cháu cảm ơn chú giúp cháu chia sẻ, cảm ơn anh đang giúp chia sẻ. Chung kết đôi nam nâng cao à? Đôi nam nâng cao. Đôi nam nâng cao là Trí Đức và Xuân Mạnh. Đánh với đôi nào nhỉ? Em chưa nghĩ ra. Trí Đức Xuân Mạnh đánh đôi Đạt Kiên của Bộ Công an anh ạ. Trí Đức Xuân Mạnh của Sipucha đánh Đạt Kiên của Bộ Công an. Rất cố gắng, một pha dứt điểm rất huyền hàm hóc từ phía Tết Bắc. Điểm số 48 cho Tết Bắc, các vận động viên sẽ đánh một set 31. Chạm 31 là thắng. Phòng Lào khá khó chịu. Điểm số 94 cho Quốc Học. Rất hay. Đội điểm 59. Hello anh Dũng Tiến Trần, đây là bán kết anh ơi. Phong cầu ngoài sân. Điểm 69 cho Tết Bắc.
đội điểm 16 cho Quốc Học. Mọi người xem nhé, ông chạy sang kia xem máy quay tí, không có ai đó động vào thì chết. Ban tổ chức xin mời trưởng đoàn của trường Học viện Hành chính để bàn ban tổ chức. Xin mời hai đội vận động viên Hải Trường Học viện Hậu Cần, Trung Hà Học viện An ninh về sân số 2 thi đấu nội dung đôi nam 19-26. Thank you.
Xin mời trưởng đoàn huấn luyện viên của đoàn Học viện Hành chính Quốc gia về bàn ban tổ chức. Trên sân sông 3 ở nội dung đôi nam 19-26, Bảo Mạnh gặp Dương Khánh. Thank you.
Trên sân số 4, 12 đôi vận động viên Cường Khánh, Sư phạm Thể dục Thể thao Thịnh Anh Đại học Luật về sân số 4 thi đấu.